À, chào các em. Hôm nay anh sẽ mở hộp một cái mẫu robot dạng Transformer của cái hãng chắc cũng ít tên tuổi thôi ha. Để mua thử và xem cái chất lượng cái dòng đồ chơi của robot biến hình của Trung Quốc nó như thế nào thôi. Thì cái này thì chắc nó cũng bắt chước những cái mẫu Transformer của Hasbro thôi. Nhưng mà ở đây là có mẫu của hãng Jinjiang. Jinjiang ha. Thì có đây là số 5 ha. Nó ghi là latest series, nghĩa là cái mẫu mới nhất. Cái con robot này thì kích thước nó đâu nó khoảng 7 inch, khoảng là 17.5 cm. Khoảng 17.5 cm ha. Con này thì nó có hai dạng ha, biến thành máy bay hoặc là robot này ha. Anh nhìn thấy con này khá ngầu nên anh mua về thử ha. Đây, sau đây đấy là của nó đây ha. Thì ở đằng dưới này thì nó có cả website của hãng, hãng này nó bỏ lên cả website. Cái hãng này thì nó làm chuyên làm những cái robot biến hình này, và cũng có làm một một hay hai cái dòng đồ chơi theo phim, nhưng mà của những cái hãng làm phim hình nhỏ thôi, tên tuổi không lớn lắm. Cái mã con này là GG, là Jinjiang 662E ha. Thì thôi chúng ta cũng mở ra luôn xem coi nó có cái gì trong đây ha. Ở đây cái logo này nó bắt chước số 5, không biết cái này có phiêu hình không, để anh tìm hiểu thử xem ha. Đây là con robot của chúng ta, cái này hoàn toàn bằng nhựa các em ha. Khá là anh nghĩ con này khá là ngầu nên anh mua về. Chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn lắp ráp đây, bằng hình ảnh ha, nghĩ là khá là chi tiết á. Nhưng mà chúng ta mình cứ thử xem như thế nào ha. Hai mặt luôn, mặt từ robot sang máy bay, và từ máy bay sang robot. Rồi, chúng ta sẽ cắt ra xem những con này nó như thế nào ha. Thấy là khá hầm hố đó, như là có một cái vũ khí luôn ha. Rồi, thì chúng ta bắt đầu mổ xẻ cái robot này ha. Đây là cái dạng form robot ha, thì cánh tay nó chuyển động được này các em ha. Được khá là linh hoạt đấy. Khớp nó cũng thấy là khớp nó cũng được này, lên xuống đây ha, xoay này được ha, khớp này có khớp tròn. Đây, bàn tay ha, chân thì cũng xoay lên xoay xuống được ha. Đấy, để tạo hình bước đi được. Chất lượng nhựa thì thấy hoàn thiện thì nó cũng tương đối thôi, nó cũng không phải là những đằng sau nữa, vẫn còn những cái cắt khuôn này, nó chỉ tương đối thôi, nó không phải quá tệ nhưng mà nó cũng không phải là top ha. Hàng kích thước nó khoảng 7 inch thì so với cái con của Hyperwhiz đây, con khủng long này thì nó cao hơn khá là nhiều, cao hơn một đoạn ha. Chất lượng nhựa thì anh nghĩ là con này vẫn là tốt hơn nè. Nhựa này, cái này nó làm số cái này nó hơi mỏng, và anh nghĩ là nó sẽ giòn hơn so với nhựa của
GH Pro chẳng hạn. Về cách chơi thì anh nghĩ chắc để mà chơi thì trưng bày thì nó cũng vẫn ok. Đây ha. À, ngầu đây ha. Nói chung là để nhìn xa chụp hình thì vẫn ổn ha. Nhìn gần thì chúng ta mới thấy là cái độ hoàn thiện nó cũng không được xuất sắc lắm. Nhưng mà cái này con này giá thì rất là rẻ, khoảng đâu đó 130-140 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ráp cho nó biến hình thành cái máy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lắp ráp biến nó thành cái máy bay ha. Đây cái hướng dẫn của nó thì có khoảng đâu đó 9-10 bước vậy ha. Nó cũng không đơn giản đâu ha. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ cái bàn tay này ha. Bàn tay này sẽ gấp vào trong ha. Đây này gấp vào trong ha. Cái này giống như là cái vũ khí gì đó ha. Chúng ta gấp lên chưa? Ok. Cái cánh máy bay chúng ta đằng sau chân này ha, chúng ta dỡ ra ha. Ta sẽ đẩy cái bàn chân này vào ha. Cái đầu này, cái mũi máy bay đằng sau này ha, chúng ta sẽ đập lên trên cái đầu. Đập lên. Mũi máy bay này. Xoay được ha. Để từ từ. Cái trước cái ngực này nó sẽ có hai cái hai bên này. Thì chúng ta sẽ phải mở ra. Khá là cứng này kìa. Mình chúng ta mở ra được không? Chốt này, đây có một cái lỗ đây nè, lỗ này nó có cái chốt vào. Tay này chúng ta sẽ xoay ha, sẽ xoay sao cho nó sẽ đi qua cái lỗ này, chỗ cái màu đen này ha, nó sẽ xoay qua cái lỗ này ha, nó sẽ xuyên qua cái lỗ này. Chung là nó cũng không dễ đâu. Rồi, nó dở này lên. Chúng ta phải cố định cái cánh này đã. Đây, nó gập lên nó lại hơi
Đó, đây nè. Để chúng ta cố định cái cánh này ha. Cái cánh này thì chỗ hai cái này nó sẽ có một cái chốt này, nó sẽ gắn vào chỗ cái chốt ở trong cái cánh máy bay này ha. Anh sẽ cho nó gắn vào trong cái chốt này. Nếu là gắn mà cố định này thì nó sẽ cố định được cái cánh này nè ha. Rồi, đã cố định được cái cánh máy bay rồi. Giờ để chúng ta làm sao mà để gắn cái này vào trong. Rồi, cái này thì chúng ta đã đẩy lên được nè. Hai cái màu đen này đã lên trên rồi ha. Thì cái tay bên này chúng ta sẽ xoay vào để có một cái lỗ ở đây nè. Nó sẽ gắn vào trong cái lỗ này. Chốt này nó sẽ gắn vào cái lỗ này. Rồi, thành công rồi. Cánh máy bay thì chúng ta đã gắn đấy rồi. Chỉ có hai cái miếng màu đen dơ lên dơ xuống này ha. Nó sẽ có một cái chốt đây thì nó sẽ chốt vào chỗ cái một cái khớp, một cái lỗ ở chỗ cái bàn tay của chúng ta đây ha. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng gắn nó vào. Đã lên được cái máy bay rồi ha. Cái lỗ này thì cố gắng nhét nó vào. Hơi cứng rồi. Ta đã hoàn thành cái máy bay rồi. Thì máy bay này nó sẽ có một cái chuyện nào ta. Cái thanh gươm nó có một cái đồ xanh này, nó có thể gắn ở trên đầu ở trên này nè. Thì đã hoàn thành cái máy bay rồi. Gấp lại thì nó cũng khá là đẹp. Thấy ha. Khá là đẹp đó, ha. Cũng nhìn từ xa chụp hình nó vẫn ổn đó, ha. Không có gì là chụp hình để lên trưng bày nữa là vẫn ok, vẫn là ổn ha. Đây hình được rồi, đây em thấy ha. Rồi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ biến nó lại thành cái con robot. Rồi, khi chúng ta đã lắp được cái máy bay rồi thì trở lại robot thì nó cũng dễ dàng thôi ha. Rồi, chúng ta chỉ làm ngược nữa đó ha. Giờ chúng ta chỉ rút cái này ra ha. Hai cái miếng màu đen này ha, chúng ta tháo ra. Hai cái đầu chỗ đuôi máy bay đây ha, hai động cơ đây ha. Rồi. Chúng ta sẽ tháo cái rồi tháo cái tay ra ha, cái tay ra nó sẽ lật ngược lại đó, lật lấy ra rồi. Rồi chân này thì chúng ta lấy ra nè ha, gấp cánh lại, xoay ra đây ha, chúng ta xoay ra, chúng ta sẽ gấp cánh lại rồi. Đầu này chúng ta sẽ bung ra ha. Cái này chúng ta sẽ gặp lại như chúng ta ban đầu ha. Rồi, cái này nó sẽ đó gặp lại ha, này trở lại xuống rồi được rồi. Ừ. Hai cái phần này như chúng ta đã nói lúc nãy ha, chúng ta sẽ gắn vào chỗ cái ngực này, nó có một cái chốt nữa ha. Thế thôi, chúng ta sẽ cho nó này nữa, gắn vào cái ngực này. Đó. Để robot nó chúng ta đã lại trở lại hình dạng ban đầu ha. Rồi, lấy cái ngón tay đây, rồi lấy cái tay này đây, đó.
trở lại là con robot. Robot không còn là dạng máy bay nữa. Thì chúng ta đã mở hộp và lắp ráp thử cái con đồ chơi dạng Transformer của cái hãng gọi là hãng Jinzhen. Đây là cái dòng đồ chơi thay thế giá rẻ thôi. Nhận xét chung thì chất lượng nhựa thì nó hoàn thiện nó cũng không được tốt lắm, nó vẫn ở dưới dưới cơ những cái hãng khá là hãng top đầu của Trung Quốc, ví dụ như là Hyperwish hay là Hyperwish hay là Linh Đông hoặc là Tam Bảo. Nhựa thì nó hơi hoàn thiện, nó cũng không được tốt lắm, một số chi tiết trong khuôn thì nó vẫn chưa được có làm gọi là làm bóng là biết nó đẹp lắm, nhất là những cái mặt sau ha. Nhựa thì hơi mỏng và xài thì cảm giác nó cũng hơi hơi giòn. Tuy nhiên thì cái phần lắp ráp và biến hình thì nó cũng không gặp khó khăn trở ngại gì nhiều. Chúng ta vẫn biến thành cái dạng máy bay, dạng form và robot, hai cái chúng ta biến đổi qua biến đổi lại thì nó vẫn khá là ổn. Mô hình nhựa thì khi nhìn gần thì mới thấy là nó chất lượng hoàn thiện không tốt lắm, nhưng mà để mà chụp dạng mô hình mà để chơi bình thường hàng ngày thì nó cũng ok. Những cái khớp thiết này nó vẫn tuy là không chặt lắm nhưng mà nó cũng khá linh động và nó không quá lỏng lẻo ha. Riêng cái mẫu cái con máy bay và robot này thì tôi thấy khá là đẹp và ngọc, và nói chung là chơi được với giá khoảng 130-140. Một con này thì cho con robot kích thước khoảng 17-17.5 cm thì nói chung là khá đáng tiền để mua. Tuy nhiên là phải những em chơi là độ tuổi chơi là nó phải tương đối lớn chút, phải 8-9 tuổi cho lên ha, khoảng 8 tuổi cho lên thì mới lắp ráp được nó trơn tru ha. Chúng ta mới có những kỹ năng để lắp ráp cho nó trơn tru. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.